Thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng thất thường, miền Bắc chính thức bước vào chuỗi ngày mưa phùn nồm ẩm ướt. Các khu vực khác thời tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Phía Đông Bắc Bộ trong 24 đến 48 giờ tới, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 22 đến 25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trung tâm dự báo ký tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực vào đêm ngày 14 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ đêm ngày 11 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, thời tiết không biến đổi. Từ khoảng đêm ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 4, thời tiết chuyển sang trạng thái nắng giáo, nhiệt độ tăng dần. Đặc biệt, ngày 19 tháng 4, khả năng nhiệt độ tăng cao, cục bộ có nắng nóng 34 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ đêm ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Khoảng 14 đến ngày 15 tháng 4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ ngày 17 tháng 4, khu vực này chuyển sang trạng thái nắng, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 30 độ C. Những ngày sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng. Mức nhiệt ngày 19 tháng 4 phổ biến dao động từ 24 đến 32 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Khoảng từ chiều tối và đêm ngày 14, ngày 15 tháng 4, có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4, thời tiết chủ đạo là nắng giáo với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 có nắng nóng, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngoài trời đang có dấu hiệu thay đổi bất thường, chính vì thế sẽ rất dễ có mưa phùn dài rác. Khi ra đường, người dân cần chú ý mang theo áo mưa ô dù để đảm bảo sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan tới đường hô hấp, hay tránh gặp phải những trường hợp xấu có thể xảy ra khi tham gia giao thông như là dính mưa và cảm lạnh.